Hello, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn top 10 cái dự án đầu tư TRX hiện tại nha. Và ở trong video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một nền tảng nó mới ra vào là 14 tháng 8 thôi. Còn những nền tảng ở trong phần mô tả của video thì nó đều là nền tảng đầu tư TRX. Tuy nhiên thì có vài trang nó uy tín được 2-3 tháng trước và có vài trang thì nó mới ra vài ngày trước, thậm chí là vài tuần trước nhá. Và nếu như các bạn mà muốn tìm kiếm một cái nền tảng để đầu tư thì các bạn tự đăng ký tài khoản ở trong phần mô tả của video nha. Các bạn tự kích vào nhá. Từ đường link thứ nhất cho đến là đường link thứ 10 nhá. Ok chưa? Và công việc đăng ký tài khoản thì nó tương tự như cái trang ngày hôm nay nha. Ở cái mục đầu tiên thì nó có thể là địa chỉ Gmail các bạn hoặc là số điện thoại của các bạn nhá. Nếu như mà nó hiện là địa chỉ email thì các bạn cứ điền địa chỉ email của các bạn vào. Và tiếp theo là số điện thoại nha. Tùy theo có những nền tảng thì nó là địa chỉ email và có những nền tảng mà nó gọi là đăng ký số điện thoại nhá. Các bạn tự đăng ký thôi. Tiếp theo là mật khẩu này, tiếp tục là mật khẩu rút tiền nhá, mật khẩu bảo mật nha. Hay gọi là mật khẩu giao dịch. Và tiếp tục các bạn có thể là không có mã mời thì các bạn có thể nhập mã mời, còn có rồi thì các bạn có thể để nguyên nhá. Nếu như các bạn mà nhấn qua đường link thì các bạn hãy để nguyên mã mời để ủng hộ mình nha. Ok, tiếp theo đó thì nó sẽ hiện cho các bạn là cái mã xác minh nhé. Giả sử như của mình ở đây thì nó hiện là 68 này 28 thì mình sẽ nhập vào đây nha. Các bạn cũng làm tương tự nhé. Ok, 68 28 này. Và nhập xong thì các bạn hãy nhấn vào cái mục như là đăng ký cho mình nhé. Nó sẽ có hai mục là mục đăng ký và mục đăng nhập nha. Nếu như các bạn mà đăng ký thì các bạn hãy nhấn vào đầu tiên và các bạn nhấn vào cái mục đăng nhập thì nó cũng tương tự, nó sẽ hiện cái mục đầu tiên nhá. Ok. Và các bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ có giao diện như này nha. Ok. Đối với trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn cái nền tảng nó mới ra vào là ngày 14 tháng 8 nhá. Còn những nền tảng ở trong phần mô tả của video thì có vài trang nó cũng uy tín khá lâu rồi. Các bạn tự đánh giá nhá. Ok, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khá là nhiều nền tảng nha. Rồi, thì đầu tiên nếu các bạn mà muốn xem là phần trăm rút mỗi ngày của các bạn đầu tư bao nhiêu thì các bạn có thể là rút được bao nhiêu phần trăm thì các bạn hãy kích cho mình vào phần thông báo nhé. Ok, thông báo ở trên cùng này. Rồi thì mình sẽ chỉ mũi tên cho các bạn xem cho nó dễ hiểu nhé. Ok, kích vào phần thông báo này, tùy các bạn lựa chọn. Như là thông báo đầu tiên hoặc là thứ hai này. Ok. Rồi đây thì nó sẽ hiện cho các bạn cũng khá là chi tiết nha. Nếu như các bạn mà có bao nhiêu phần trăm, nếu các bạn mà đầu tư từ bao nhiêu TRX cho đến bao nhiêu nhá. Giả sử ở đây thì nó hiện là từ 5 TRX cho đến là 1.000 TRX thì tất cả các bạn sẽ rút được là 21%, còn các bạn đầu tư 1.001 TRX cho đến là 5.000 các bạn sẽ rút được là 22%. Và 5,1 nghìn TRX cho đến 20.000 TRX các bạn sẽ rút được là 27% nhé. Còn phần trăm cao nhất của nó thì 47% nha. Từ 100.000 TRX nhé, 101.000 TRX cho đến là 5 triệu TRX nha. À, 500.000 TRX các bạn sẽ rút được là 47% nha. Còn các bạn mà đi chia sẻ cấp dưới thì đối với level 1 thì các bạn sẽ nhận được là 20%. Và level 2 các bạn sẽ nhận được là 3%. Tiếp tục level 3 các bạn sẽ nhận được là 1% nhé. Giả sử ở đây thì nó cũng có để mua sắn rồi. Cấp dưới của các bạn đầu tư 1.000 các bạn sẽ nhận được là 200 đối với level 1. Và cấp dưới của các bạn đầu tư 1.000 ở level 2 các bạn sẽ nhận được là 30 TRX. Còn cấp dưới của các bạn đầu tư nếu như mà ở level 3 thì 1.000 TRX các bạn sẽ nhận được là 10 TRX thôi nhé. Bởi vì nó chỉ là 1% thôi. Ok. Còn phần tiếp theo chính là cái kênh Tele của họ nhé. Họ là chăm sóc khách hàng Tele nha. Các bạn có thể là kích vào đường link ở đây để các bạn tham gia nhé. Ok chưa? Và ở đây thì nó sẽ review sơ qua nền tảng của họ nha. Nó ra vào 00 giờ 14 tháng 8 nhé. Ở trang này nha. Ok. Thành viên hiện tại thì nó cũng chưa cập nhật nhiều nhá, chỉ có 73 thành viên thôi. Và tổng số lợi nhuận tích lũy chỉ có 2.600 USD hoặc là 2.600 TRX thôi nhá.
khá là nhỏ. Ok, phần charging này 21%, tương tự như phần rút tiền nha. Ok, nói tới đây thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt nhá, để nó dễ hiểu hơn nha. Rồi về phần đầu tư theo chu kỳ này, các bạn hãy kích vào cho mình. Và nếu như các bạn mà đầu tư theo chu kỳ thì nó cũng có là lợi nhuận mỗi ngày của nó là 3%. Và 3 ngày, chu kỳ 3 ngày các bạn sẽ nhận được là 4%. 7 ngày các bạn sẽ nhận được là 6% nhé. Còn thời gian lâu nhất của nó là 30 ngày. Chu kỳ 30 ngày các bạn sẽ nhận được là 15%. Nhưng mà mình khuyên các bạn muốn đầu tư ổn định thì các bạn hãy đầu tư như là một ngày nhé. Một ngày các bạn sẽ nhận được là 3% hoặc là 3 ngày nha. Nó mới ra thì nó uy tín 3-4 ngày thì rất là bình thường nhá. Và đối với tài khoản khuyến mãi thì các bạn đầu tư tối thiểu của nó là 5 TRX cho đến là 100.000 TRX nha. Lợi nhuận của các bạn hàng ngày là 3%. Dạ từ ở đây các bạn đầu tư 100 TRX thì sau một ngày các bạn sẽ có là 103 TRX nhá. Nếu như mà các bạn trừ phí đi thì các bạn chỉ có lái là 2 TRX mỗi ngày thôi. Và các bạn sẽ rút được tất cả về ví của các bạn nhé, cả cái tiền các bạn đầu tư vào và cái tiền các bạn có lãi nhé, bởi vì cái này thì nó đầu tư theo chu kỳ nha. Còn các bạn mà đầu tư vào tài khoản cơ bản thì các bạn mỗi ngày chỉ rút một lần thôi nhé. Ok, nó sẽ giảm vốn của các bạn nha nếu các bạn mà đầu tư theo cơ bản nha. Đối với mình thì mình cũng hay đầu tư theo tài khoản cơ bản thôi, chu kỳ này thì mình cũng ít khi đầu tư nhé. Ok, thì các bạn đầu tư được thì cứ đầu tư thôi. Gói chu kỳ 3 ngày này cũng tương tự nhá. À, 3 ngày thì số tiền các bạn đầu tư tối thiểu của nó là 5 TRX cho đến là 10.000 TRX thôi. Và phần trăm của nó là 4% nhá, chu kỳ 3 ngày. Rồi phần chia sẻ cấp dưới này các bạn. Muốn nhận thêm TRX khi cấp dưới của các bạn đầu tư vào thì các bạn hãy chia sẻ đường link này đi. À, các bạn hãy sao chép đường dẫn này đi chia sẻ cho cấp dưới nhé. Bất kỳ ai nha, chỉ cần họ đầu tư TRX vào, các bạn sẽ có là 20% đối với level 1 nhé. Ok, phần của tôi này thì giao diện của nó cũng tương tự. Ok, thì ở đây các bạn hãy kích vào cho mình cái mục như là mục tiền gửi để các bạn gửi tiền vào cho mình nha. Gửi TRX nhé. Như ở vừa nãy thì mình cũng chia sẻ sơ qua là các bạn đầu tư vào tài khoản khuyến mãi thì các bạn đầu tư theo chu kỳ nhé. Cũng tương tự là đầu tư tối thiểu là từ 5 TRX nha. Và phần trăm của các bạn thì các bạn tự lựa chọn theo chu kỳ 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần nhá. Và 15 ngày, 20 ngày, thậm chí là 30 ngày nha. Phần trăm thì nó cũng hiện sẵn rồi. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ đầu tư theo tài khoản cơ bản nha. Ok, thì các bạn hãy kích cho mình vào tài khoản cơ bản này. Ok, thì ở cái mục này thì các bạn hãy sao chép địa chỉ ví cho mình nhé. Ở cái mục sao chép địa chỉ ví này các bạn cứ kích vào. Sau đó các bạn sẽ đi vào ví chứa đồng TRX của các bạn để các bạn chuyển TRX vào nhé. Các bạn có thể là sử dụng PocketPay hoặc là sàn giao dịch của các bạn, hay là ví chớt của các bạn để các bạn chuyển TRX vào nhé. Tất cả các ví chuyển TRX các bạn đều có thể là sử dụng nó để chuyển TRX vào nhé. Và tất cả các bạn đã chuyển TRX vào xong thì các bạn sẽ quay trở lại trang web. Rồi các bạn sẽ kích vào cho mình tiếp tục cái mục như là đã hoàn tất quá trình nạp tiền nhá. Ok. Và các bạn kích vào xong thì các bạn sẽ chờ đợi nó cộng TRX vào tài khoản này của các bạn nhá. Các bạn hãy chuyển tiền chính xác vào địa chỉ ví của các bạn vừa copy nhá. Chứ các bạn lấn lộn thì nó lại chuyển vào địa chỉ ví khác nha. Ok, thì ở đây các bạn có thể đi vào cái mục như là danh sách lợi nhuận để các bạn xem như là lịch sử giao dịch của các bạn nhé. Ok, thì đây mình đã gửi là 10 TRX vào rồi. Đây, 10 TRX nhé, mình đã gửi thành công rồi. Và các bạn đã gửi TRX vào xong thì các bạn có thể đi vào cái mục như là rút tiền cho mình nhé. Đây, cái mục rút tiền này. Ok, thì mình sẽ dịch ra tiếng Anh để nó hiện cho các bạn nha. Và đối với mình thì mình gửi là 10 TRX thì một ngày nó cho mình rút là 2,1 TRX mỗi ngày nhá. Và nó sẽ cho các bạn rút đến khi nào nền tảng này nó scam thôi nha. Nếu như các bạn mà gửi là 100 TRX thì một ngày nó cho các bạn rút là 21 TRX mỗi ngày nhá. Ok,
Thì ở đây các bạn sẽ nhập số TRX nó cho các bạn rút thôi. Các bạn gửi càng nhiều thì các bạn sẽ rút được là càng nhiều nha. Gửi 1.000 thì các bạn sẽ rút được là 221 nhá. Ok, của mình là 2,1 thì mình sẽ nhập là 2,1 này. Dán địa chỉ ví của các bạn nhá. Chính xác là địa chỉ ví TRX của các bạn nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nhập là mật khẩu giao dịch cho mình nhá. Và các bạn nhập mật khẩu giao dịch vào xong thì các bạn tiếp tục sẽ kích vào cho mình cái mục xác nhận nhá. Ok, nó hiện là rút tiền thành công rồi. Và tiếp theo đó thì các bạn có thể là chờ đợi một vài giây nhá, có thể là một phút nha. Nó sẽ gửi TRX về ví của các bạn nhá. Ok. Và ở đây thì các bạn có thể là dịch ra tiếng Việt để các bạn dễ hiểu hơn nhá. Rồi, như vậy thì TRX đã về ví của mình rồi nha, 2,1 này. Mình sử dụng là ví Charlie nhá. Các bạn có thể là sử dụng tất cả các ví hoặc là sàn giao dịch của các bạn nhé. Nhưng mà các bạn phải xem là min nạp tối thiểu của nó là bao nhiêu TRX trở lên nha. Ok. TRX, việc nạp tiền hoặc là rút tiền thì nó đều sẽ là tự động nhé. Còn các bạn mà đánh giá được ở trang nào thì các bạn tự chơi nha. Bởi vì phần mô tả của video thì mình cập nhật rất là nhiều nền tảng nhé. Những nền tảng ở dưới phần mô tả video thì trong video ngày hôm nay hoặc là trong ngày hôm nay thì nó đều là nền tảng rất là uy tín nhá. Ok, thì mình sẽ không dài dòng và mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy được video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.